Ví dụ nha, cái một cái field độ tuổi thôi, người ta yêu cầu mình nhập một độ tuổi từ 18 đến 56. Một cái requirement nhỏ như này thì mình phải test những cây gì? Kiểu theo logic bình thường mọi người nghĩ là test những cây gì? Ví dụ đây, nói đi. À, cái gì? Đúng rồi, mình test như vậy đó. Thì cái nguyên tắc này nó sẽ giúp cho mình là mình sẽ phân. Ví dụ là từ 18 đến 56 thì mình sẽ chia ra được là từ 18 đến 56 ở đây á. Ghi lên bảng thì mọi người không có thấy, online không có thấy. Lát lát đó. Do máy chiếu hả? Máy chiếu sửa rồi mà kỳ Valid partition. Thì từ 18 đến 56 á, người ta sẽ gọi là phân vùng hợp lệ. Trước 18 và sau 56 á, thì sẽ gọi là invalid partition. Hai cái này đều invalid. Vậy thì khi mà test theo cái nguyên tắc phân vùng tương đương á, thì mình sẽ mỗi cái phân vùng mình chỉ lấy duy nhất một giá trị thôi, một giá trị, một giá trị, một giá trị. Thì khi mình có ba giá trị ở ba phân vùng này á, thì mình sẽ đảm bảo được là cái test case của mình nó đã đi qua hết tất cả các phân vùng. Mình lấy bất kỳ một cái thôi nha. Ví dụ ở đây dưới 18 thì chị lấy 15, từ 18 đến 56 thì chị lấy 20, trên 56 thì chị lấy 70. Lấy bất kỳ một giá trị thôi là nó sẽ cover được. Nó sẽ đảm bảo cho mình là case của mình nó đã chạy hết tất cả các phân vùng. Tức là ít nhất một phân vùng mình có một case. Đó là về thực cảnh á, nói vậy cho mọi người hiểu trước xong rồi mình đi nói lý thuyết nha. Mình đọc lý thuyết nha. Equivalent partition á là phân vùng tương đương nó sẽ chia data ra các phân vùng. Và cũng có thể được gọi là các lớp tương đương. Theo cái cách mà tất cả những cái member, những cái giá trị ở trong một cái phân vùng đó thì nó sẽ được mong đợi là nó sẽ được thực hiện theo một cách giống nhau. Ví dụ như là từ 18 đến 56 thì có phải là nó đều phải trả ra cho mình được một kết quả là số tuổi hợp lệ. Còn dưới 18 thì nó sẽ là không hợp lệ, bé quá. Trên 56 thì nó sẽ là không hợp lệ, lớn quá. Những cái giá trị nó ở cùng một cái phân vùng á, nó phải được process theo một cách giống nhau. Và mình sẽ có hai cái loại phân vùng tương đương, đó là phân vùng hợp lệ và không hợp lệ. Thì những cái giá trị ở trong phân vùng hợp lệ á, mình gọi là những cái giá trị hợp lệ. Cái giá trị ở trong phân vùng không hợp lệ thì là những giá trị không hợp lệ. Mình sẽ gọi nó là valid và invalid. Ở đây có một cái lưu ý cho mọi người này là cái phân vùng á, partition này này, nó có thể được xác định cho bất kỳ cái loại data nào mà liên quan đến cái đối tượng test của mình. Khi nãy á, mình cái ví dụ ở trên của mình là input thôi, là data input thôi, nhưng mà có thể là nó dùng cho output hoặc là dùng cho những cái về những cái giá trị liên quan đến cái phần test của mình. Và trong một cái phân vùng của mình á thì mình có thể chia nó ra nhiều cái sub phân vùng khác nếu như mà cần yêu cầu. Thí dụ như là ở ở cái phân vùng bên này của mình nha, 18 đến 56 thì nó là phân vùng hợp lệ rồi, nhưng mà người ta nói là ở dưới 20 tuổi thì nó xử lý theo một hướng khác, xử lý theo cách một, rồi dưới 30 tuổi thì xử lý theo cách hai. Có thể là nó ra một cái message hoặc nó chuyển ra một cái form khác chẳng hạn. Thì mặc dù nó là trong một phân vùng hợp lệ nha, nhưng mà ở đây mình có thể chia nó ra thành các sub.
Thì là đến 20 rồi đến 30 mình sẽ chia nó ra thành nhiều phân vùng trong cái cùng một cái hợp lệ này, chứ không có phải là mình rồi khi mà mình test thì mình lấy bất kỳ một giá trị trong cái sắp đó và mình test để mình đảm bảo là ít nhất một phân vùng mình có một K cover nó. Được, chỗ này có ai không hiểu không? Hiểu không? Hiểu hết đúng không? Chị cho làm bài tập nha. Cho làm bài tập kêu lên bảng làm nha. Nghe nghe. Ví dụ nha, là mình có cái form new account này nè. Để mà nhập được cái new account á thì mình trong này nó có một cái field customer ID. Đó, và nó có cho mình những cái yêu cầu này. Customer ID là required, tức là mình phải bắt buộc nhập thì mình mới submit được form. Special character are not allowed, tức là ký tự đặc biệt là nó không cho phép nè. Rồi character cũng không được cho phép luôn, và ký tự đầu tiên nó không không thể có khoảng trắng, không không được ra khoảng trắng. Tại vì á, nếu mà không cho mọi người làm bài tập á thì học xong về mọi người lại không biết apply. Thì thí dụ như là nãy một cái ví dụ của mình là nó chỉ có một cái độ tuổi, một cái field độ tuổi nhà này đúng không? Nó ghi là từ 18 đến 56 thì mọi người chia rất là dễ. Nhưng mà đến một cái yêu cầu mà nó bắt đầu cho mình nhiều, khi nãy là bốn cái đúng không? Customer ID là bắt buộc, rồi custom special character không được cho phép ấy, thì bắt đầu mọi người rối. Thì mình mới, cái nguyên tắc của mình khi mà kết hợp nhiều nhiều cái điều kiện với nhau á, thì để mà ra một cái valid á, để mà ra một cái valid thì nó có phải là phải cộng cộng nhiều nhiều cái valid lại với nhau không? Hiểu không? Hiểu ý này không? Hiểu không? Còn để mà check một cái invalid á, thì mình chỉ cần là check một case thôi, check một cái điều kiện invalid thôi. Vậy thì valid là mình phải cộng nhiều valid. Vậy thì mình mới đi phân tích nè. Nãy là thôi ví dụ này chị làm mẫu đi, xong cái sau cho mọi người lại. Customer ID là bắt buộc đúng không? Thì bắt buộc nó là gì? Nó là valid không? Bắt buộc nó là valid, và ngược lại của không bắt buộc thì nó là invalid đúng không? Ngược lại nó là invalid, tức là mình bỏ trống này đúng không? Đúng không? Cái thứ hai, điều kiện thứ hai á, ký tự đặc biệt là nó không được phép. Vậy thì bắt buộc ở đây là cái thứ hai là không chứa ký tự đặc biệt. Nó là valid đúng không? Và chỉ cần chứa một ký tự đặc biệt thì nó là invalid đúng không? Tương tự nè. Ký tự là nó không cho phép thì nó phải là không chứa ký tự thì mới là valid. Còn ngược lại nó sẽ là chứa ký tự. Chỉ cần chứa ký tự là bị rồi. Và cái thứ tư này, ký tự đầu tiên không thể là khoảng trắng. Không phải vậy á thì nó là valid. Và ngược lại thì nó space đầu tiên thì nó là invalid. Hiểu hiểu khúc này không? Khúc này là mình đang chia phân vùng tương đương á, cái nào valid cái nào invalid á. Là từng cái thì mọi người làm được đúng không? Ví dụ chị cho riêng một cái custom ID là required thì mọi người sẽ chia được bên nào valid, bên nào invalid, dễ đúng không? Từng cái thì dễ, nhưng mà bây giờ phải kết hợp làm sao? Tại vì mình test custom ID là mình test gộp bốn cái trường hợp này lại chứ không phải là test riêng từng cái. Hiểu không? Hiểu ý này không? Đó.
Bởi vậy bây giờ mình cái key value của mình đầu tiên á, một á là mình nói là customer ID. Nó là valid á, thì nó phải như thế nào nó mới valid? Nó phải là nè. Require nè. Cộng gì? Cộng không có special nè. Rồi không chứa character nè. Cộng first character á là không phải là space. Thì nó mới là một cái key valid. Hợp lý chưa? Tức là valid là mình phải kết hợp tất cả những cái điều kiện cần có để valid của nó. Hiểu không? Hiểu không? Rồi đến cái key bắt đầu mình đi mình coi cái key thứ hai là invalid nha. Thì có phải mình nói là invalid thì mình chỉ cần một invalid một lần thôi. Tại vì sao? Trong cái nguyên tắc của mình nó có ghi này. When invalid equivalent, đợi xíu cho nó load. Cha trời ơi, chắc là 10 giây quá, độ trễ 10 giây quá. Ủa, mình thấy là trên này được chưa? Em thấy bình thường vậy, từ nãy giờ okay, thấy. Ok, vậy nói tiếp nha. Ok, ok. Thì cái when invalid equivalent này, cái dòng cuối này, là khi mà mình sử dụng cái phân vùng tương đương không hợp lệ trong test case á, thì chúng nên được test individually, là test riêng biệt nha. Mình không có combine nó với những cái invalid equivalent condition khác để đảm bảo rằng failure nó không bị mask, nó không có bị đè, nó không có bị che giấu mất. Hiểu cái ý này không? Tức là mình có 4 cái invalid đây. À, mình có 1, 2, 3, 4 cái invalid này, thì mỗi cái invalid đó mình check một key riêng, mình không có combine. Ví dụ là có nhiều bạn sẽ combine là check customer ID invalid. ID này. Invalid đó là các bạn sẽ không có ký tự đặc biệt, và ký tự đầu tiên sẽ là có ký tự đặc biệt chứ, và ký tự đầu tiên sẽ là space. Có một số bạn sẽ kết hợp hai cái invalid condition như vậy, thì có thể là khi mà cái này xảy ra lỗi, có thể mà khi cái này xảy ra lỗi thì mình sẽ không biết được chính xác là invalid partition nào lỗi, đúng không? Tại vì mình đang kết hợp cả hai mà, thì có thể là do cái một hoặc cái hai. Còn nếu như mình tách riêng ra thì khi mà cái đó lỗi thì mình biết chắc chắn là do cái partition đó lỗi. Hiểu không? Hiểu ý này không? Ok nha. Vậy thì mình có 4 cái invalid này, mình sẽ test những cái key nào? Thứ nhất là bỏ trống nè. Cái thứ hai, cái này là sai nha. Thì cái key invalid, những cái key invalid mình check. Đầu tiên là mình bỏ trống đúng không? Bỏ trống đúng không? Rồi cái thứ hai là mình chứa một ký tự đặc biệt. Cái thứ ba là chứa ký tự. Và cái thứ năm là first character nó là space. Rồi thì ít nhất mà để mình test được cái requirement khi nãy ở bên kia mình đưa đó, 4 cái đó, thì mình phải có 5 key này là ít nhất. Tại sao nó là ít nhất? Tại vì sao? Ở đây á, mỗi phân vùng là mình đang chỉ bốc một giá trị thôi. Và cái phân vùng của này của mình nó đang hơi bị lớn. Lớn là sao? Thí dụ như là cái phân vùng đầu tiên, invalid đầu tiên mình bỏ trống. Thì bỏ trống nó có thể có nhiều trường hợp mà, đúng không? Thí dụ như là mình chỉ nhập khoảng trắng thôi, thì khi mà Fona họ lấy data họ trim á, thì nó cũng thành trống đúng không? Thì nó có thể coi là một trường hợp trống. Còn trường hợp thứ hai là mình bỏ cho nó null luôn, tức là mình không nhập gì, mình không có đả động gì tới cái field đó hết, hiểu không? Thì có những cái trường hợp mình sẽ tái hiện được cái bỏ trống này, cho nên là khi nãy mình nói là mình test một cái key bỏ trống là mình tính là 5 key, thì nó chỉ là minimum thôi.
mọi người có thể từ cái invalid này mọi người chia nhỏ ra từng cái trường hợp và test thêm thì để có thêm nhiều case nó bao phủ thêm, hiểu không? Tiếp nha, ví dụ như là chứa một ký tự đặc biệt thì nó sẽ có những cái loại ký tự đặc biệt như thế nào? Ví dụ là những ký tự đặc biệt bình thường khi mình nhập á thì nó thường là a cộng chấm than than đồ đúng không, nhưng mà nó sẽ có một cái loại ký tự đặc biệt mà nó liên quan đến code của mình nữa, nó có cái dấu nháy, những cái dấu nháy là nó khi mà code thì họ hay sử dụng nè, hoặc là những cái khoảng trắng mà ở trên HTML á, cái gì và tm và gì đó, đó là những cái loại ký tự đặc biệt mà thuộc riêng, mình có thể chia phân vùng nó riêng. Ví dụ như mọi người chia nhà thì mỗi phân vùng mọi người bốc một cái là thêm 2K à. Rồi chứa ký tự thì có thể mình nghĩ đơn giản là ký tự chữ thôi, nhưng mà có người thì họ sẽ test gì? Chữ chữ tiếng Anh thôi nè, hoặc tiếng Việt, rồi tiếng Hàn, những tiếng tượng hình. Hiểu không? Rồi ký tự đầu tiên là khoảng trắng. Ký tự đầu tiên là khoảng trắng. Ok, cái này thì test một thôi. Bởi vậy cho nên mình nói đầu tiên là 5K là minimum nha. Còn sau mọi người có chia nó ra thành từng subpartition nữa. Đó là về invalid. Còn valid thì sao? Valid thì có thể là cũng có nhiều case ở, có nhiều subpartition ở đây. Ví dụ như gì? Ví dụ như là cái customer ID của mình nó sẽ có một cái range đúng không? Nó sẽ từ khoảng bao nhiêu? 8 đến 17 chẳng hạn. Cái độ dài của nó là từ 8 đến 17 chẳng hạn, hoặc là nó chia ra là customer ID nó chia là công ty Protect thì nó sẽ bắt đầu bằng Gross 0011 gì đó. Rồi công ty Castle thì là Castle 3399 gì đó. Có thể là nó chia ra nhiều cái tag khác nhau, thì mỗi cái tag mình bốc một cái là một phân vùng. Hiểu không? Cho nên là khi nãy 5K chỉ là minimum thôi nha. Còn những cái sau là mình phải tự phân tích thêm để mình chia nha. Thì mỗi cái tag này là nó sẽ là một valid key, là mình có 2 nè. 2 nè, 2 nè, 2 nè. 2 nè, 1 2 4 6 8 9 là mình 9 key thì nó vẫn chưa đủ đâu, nhưng mà mình sẽ phân tích thêm nhiều nữa. Chứ còn nếu mà chỉ test có 5 key đầu tiên thì nó ít ra bug đó. Vì thực ra dev trước khi đưa cho mình họ cũng unit test cái phần đó rồi. Unit test là gì thì lát test level mình học. Rồi Ngọc Anh có muốn làm ví dụ không? Hay là qua luôn? Làm ví dụ luôn đi chị. Cái gì? Thôi qua luôn nha, nó bị hơi bài nó hơi bị dài á Minh. Cái này mới chỉ là một kỹ thuật thôi, còn 3 kỹ thuật nữa. Dạ. Qua nha. Nhưng mà trước khi qua là có ai không hiểu cái phần này không? Có ai không hiểu cái phần này không thì chị nói lại.